con đấy cúc dại lắm, rốt con đấy đã đẻ được lớn hả đây, con này chị không theo ai cả, theo mỗi chủ thôi, ai cho ăn cũng không bao giờ ăn để lại mỡ con đực để nuôi giống này, mua phối cũng làm sao con đấy, mình chỉ có tí thôi. Con đen đầu đàn. Đầu đàn lạ. Đúng rồi. Đây là do mình thích chứ bây giờ làm sao mà. Chị nghĩ con này là khả năng sẽ có lá đấy. Sao có lái đà? Tay lùng lái đà. Rau rất đẻ nhé mà không đủ rau nữa chết rồi. Đây. Cú này. Có chứ, bọn này nó nhanh lắm, nó không như kiểu mùa đẹp. Xinh nhờ con này. Dậy đi, chị đình đít nữa đi. Bấm đuôi luôn em. Hai ngày nữa. Hai ngày à? Mấy xe ông Hoàng nó bấm luôn. Đun. Tun, nhìn đây mà, hả? Trên đây thì có cái hộp này. Hết chưa, chị? Nếu mà nói tất cả các dòng chó thì cái loại này nó báo chủ luôn chuẩn. Chẳng qua nó bé quá sút lắm sút thì chết. Nó chỉ báo thôi.